đâu mà thần y, tới giờ mà cũng ế nữa trời. Chị bệnh biết bao nhiêu mà giờ ế xệ xệ, không ai chị chứ. Chán kìa. Ủa, làm gì ở trong đó, làm gì bữa nay, làm gì đông chứ ta? Chắc là trong mấy số được rồi. Để mình đi vào trong mình bán coi. Chắc còn mấy tờ chắc dám hết rồi. Đỡ rồi, giống về hết luôn. Không ai. Vé số bà con ơi, chú ơi mua giùm con đi chú. Còn vài vé rồi chú ơi. À, bệnh nhân, hồ vô bánh này, có bệnh nhân rồi. Ông khôn, con vài vé đi chú. Ca này kiếm chuyên môn mình luôn. Anh bệnh phải không anh? Lên. Anh ghế nè. Trời ơi, ế con chết rồi. Lên đây. Bị quẹ phải không? Để tôi, trời ơi. Hết chưa? Hết chưa? Hết đau chưa? Chưa hả? Chưa hả? Này. Ê, ê, ê. Gì? Ông làm gì? Thì chị cho ông bị bại liệt, chị cho ông. Ai nói tôi bị bại liệt? Chứ ông vô ông lết là gì? Trời ơi, tôi thấy chỗ chị ông chị bệnh nè, đông khách. Tôi cho bộ cái giáo quẹo đây nè, tôi đi bán số giờ được thôi. Mắt ông bị gì vậy? Có khách đâu mà đông? Ừ, trời. Ông nhìn qua quán của ông Tư cái bên kia ông nội. Ở đây có đâu mà đông. Ủa dạ, quán của ông Tư đông hả? Ông tàu lao vô đây à. Tưởng có mấy khách vô mánh rồi. Tôi nghe đồn á. Ừ. Ông chị bệnh á, miễn phí đúng không? Ừ. Miễn phí, không có tiền ta đúng không? Cách 2-3 cái nhà. Ông đúng là thầy này. Ông chịu có đứt lắm á. Tàu lao vậy trời. Tưởng này vô mánh kiếm được kèo. Vô, cuối cùng gặp ra tàu lao đó, vô với què đó. Ô chuyến này chứ, nghỉ luôn. Nghỉ làm thần ơi, dẹp luôn. Thôi, dẹp luôn rồi. Thua. S2 Cà Phê hân hạnh đồng hành cùng Út Nhật 66. Vậy này mà đâu từ giờ sáng giờ không gặp nó trời. Mày biết mà làm luôn rồi nó bỏ đi đâu có tiêu gì. Nó đâu có tiêu gì sáng giờ luôn á. À, xe đẹp dữ ta. Ủa cái gì Hiếu? Ồ, anh Lầy, xe của ai đẹp vậy? Xe anh em. Ừ. Ê, trời ơi, xe mới nha. Trời, nói chung là anh mua chiếc này là anh mua anh đậu để mà chạy đi tới chợ tới lui chơi anh. Ôi, ngon nha, ngon nha. Nói mua chiếc xe lịch đậu ở ngoài sân đó kìa. Ờ, vậy hả? À, đù. Ôi, xe này mua nhiêu ngon vậy, đẹp vậy? Có 200 triệu em ơi. Dữ à? Trời, 200 triệu luôn hả? Đâu với anh này, 200 triệu coi như là bình thường. Có không cha? Cha bằng cổ tối ngày nhìn cha phèn chết mẹ mua cái xe bắt gì hả? Nó giống. Anh trai là phải chơi con tới chứ, cho bao nhiêu cưng đâu. Vậy hả? Chơi làm cỏ làm cỏ. Có không nghe ông nội? Nói nha. Anh nói thiệt. Thôi, tàu lao nói mười mốt nghe lời ông thôi. Ông ưa tàu lao. Tàu lao không? Thằng này nó khủng gì vậy trời? Thảo mình nói thiệt cái cạnh cái nó mình nổ. Tàu lao lao gì vậy? Ủa, anh hai làm gì anh hai? Ở vậy đi đâu từ sáng giờ mà về mới về vậy? Thôi đi đó banh với bạn ở đây là vui lắm. Đồ, mày sướng gì vậy? Tao đi làm cỏ từ sáng giờ mà không làm tiếp tao rồi đi đó banh. Trời ơi, có ngày làm cổ hoài, tao đi chơi xíu nhằn. Ê, mà khoan. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Xe anh mới mua cái gì? Xe anh mới mua? Cái sao? Thôi xạo quá ông ơi. Mới mua thiệt? Mua vừa mua, có thấy ông nói gì tôi biết đâu. Dám nhấu với mày à, nói cho mày mượn xe tao đi chơi đó à. Trời ơi, nghĩ sao bá xe này mượn gì, xe này ông mua nhiêu? 200 triệu. 200 triệu? Ừ. Thôi, dở hoài. Xe này mà 200 triệu. Nói mày, đó, mày giống mày chàng hiểu hai cái đó mày cũng không tin gì đó. Chứ ông còn cỏ có ngày kia tiền đâu ra mua 200 triệu. Chắc anh nói chuyện nhiều quá cho mày lấy tiền mày đi chơi gái hay vậy? Đúng rồi, thiệt luôn ha anh ơi. Cho mày nói chuyện chơi mày. Đâu, chìa khóa đâu? Xe anh thì chìa khóa đâu? Em mới tin. Là chìa khóa là ông nội. Ôi trời, chịu hả? Ừ. À, y anh ơi. Cái gì nữa? Mà trời, mày thấy gian quá, cái gì đó. Cho em mượn đi chở bạn gái đi chơi xíu được anh ơi. Chơi quá trời nè, khè nó. Mày chở bạn gái đi chơi không? Hả? Nè, xe tao mới mua ra. Tao cho mượn chở bạn gái đi chơi nha. Dạ. Chạy đàng hoàng, chẳng hạn cái đâu. Trời, em đàng hoàng lắm anh ơi, thôi tin tưởng em đi. Tối ngày ha, mượn xe đi chơi, tối ngày. Xe ngủ quá trời luôn. Không có làm tiếp tao chứ. Màu lao, không lao, không mà chạy. Để em mượn chạy anh ơi. Đi lại đây, giờ tao đi đám rồi đó. Dạ, em đi à. Ủa mà xe để sao anh ơi? Ai út thì mà. Ai út thì mà. Đi lại về đâu đó. Trời trời mưa kìa, em vô đi rồi qua đây chụp cách mình tối gì nữa. Tối nhà không làm cái câu. Trời ơi, cái rồi. Chảnh lắm. A few moments later. Anh ơi. Cái gì vậy mà khóc như máu vậy? Trời ơi, hồi nãy em mượn xe anh ai đi chở ghẹ em đi chơi đó. Rồi sao con chó ba mày bị gì hả? Trời ơi, sao? Nó không bị gì hết trơn á. Nhưng mà xe em bị công an hốt luôn rồi. Cái gì? Xe bị công an hốt rồi.
em làm đúng mà, em chạy đúng mà sao nó hốt em nè, anh hai coi đi. Trời chạy, mà xe nó mới mua, thôi mà chạy đi có mẹ bắt. Trời ơi, vậy vậy? Thì anh hai dặn em sao em làm y chang vậy đó. Trời ơi, trời, chỉ mày ngu dữ vậy. Từng đội anh hai dặn em sao? Anh hai dặn mày á, là mày đi ra ngoài đường mà gặp đèn xanh á, thì mày chạy. Đúng rồi. Mày đó mới ngừng lại, người ta ngừng mày ngừng. Mà lý do gì mà mày chạy đi có mẹ bắt mày như vậy? Trời, thì anh em làm theo anh hai đó. Mày lại ra tao làm chuyện quay bắt mày. Anh hai nói sao? Bây giờ là thấy đường này đỏ, thấy xe ta dừng thì dừng. Ừ. Mà thấy xe người ta chạy thì em chạy theo. Ừ. Thì đúng rồi. Thì lúc đó em đang dừng đèn đỏ, em thấy chiếc xe nó chạy ngang, cái thấy gì em chạy theo luôn. Cái công an nó hốt luôn rồi. Mà nói sao tao tức gì vậy? Mà nói sao tức thiệt luôn trời. Mà nghĩ sao á? Thì em làm theo anh hai mà. Mà xe kia làm gì nó bắt nó xe bày mà xe kia xe gì? Xe kia xe cấp cứu á. Cái gì? Xe cấp cứu. Xe cấp cứu hả? Đúng rồi. Đang chạy xe cấp cứu, đang chạy thực phải ba, tôi lại ba ơi. Mà nghĩ sao trời xe cứu chạy theo ta? Ôi. Mày đi vô cổng mà là mà lấy tiền nha. Mày đóng tiền phạt gần mấy lái xe rồi vậy đâu nha. Ôi, tiền đâu em đâu. Mày vô chỗ lại xe. Em làm cho anh hai mà. Mày giúp mày tàu lao vừa phải trời. Một nghỉ bụng xe luôn. Mỗi xe vậy, tao cho một con liền á. Nghĩ sao tàu lao trời. Lúc nào tao bự xe mày cho mày bắt nha. Mày sao vậy em đỏ. Mày hay lắm, mày giỏi lắm. Tàu lao trời. Ít hai cà phê hân hạnh đồng hành cùng Út Nhật 66.